Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên đề kết hợp giữa tụ lượng và tụ hô để giải quyết một số bài toán liên quan tới hàm số ha. Rồi, mình có cái người ta cho bảng biến hiên cho f phẩy cho f, người ta hỏi mình fu nè. Fu thì được viết lại là f của cos x bằng trừ 5/4. Chữ u đây là gì? U đây là cos x. Thì mình khảo sát cos x trên đoạn từ trừ 2π tới 2π ha. Rồi mình khảo sát nó ha, từ trừ 2π tới 2π. Mod 8 cos x đi từ trừ 360 độ tới trừ 360 độ. Cos x trừ 360 độ tới 360 độ. Tép rồi 15 độ. 15 độ phạm vi lỗi rồi không cho rồi. Mình nâng tép lên tép 30 độ. Rồi coi ha. Đi từ 1 nè. Nó giảm gì không? Giảm về trừ 1 luôn. Vậy đi từ 1 giảm về trừ 1. Sau đó nó tăng. Tăng lên 1. Tăng lên 1 nè ha. Tăng lên 1. Sau đó nó giảm. Giảm về trừ 1. Giảm về trừ 1 và sau đó nó lại tăng lên 1 ha. Tăng lên 1. Như mình vô đồ thị nè, đi từ 1 tới trừ 1 là mình có hai gạch nè, đi trừ 1 tới 1 mình có hai gạch nè. 1 2. 1 2. Đi từ trừ 1 tới 1 có hai gạch, 1 2. Đi từ 1 về trừ 1 có hai gạch, 1 2. Và đi từ trừ 1 tới 1 có hai gạch, 1 2. Còn cái chỉ đây là gì, là trừ 2 1 đó. Trừ 2 1, trừ 2 1, trừ 2 1. Trừ 2, 1, trừ 2. Trừ 5/4 là trừ 1.25, đúng không nè? Trừ 1.25. Trừ 1.25 nằm đâu? Trừ 1.25 thì nó nằm giữa đây nè. Giờ hỏi nó có bao nhiêu nghiệm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nghiệm. 8 nghiệm ha. 8 nghiệm. Rồi, mình giải quyết bài toán đầu tiên. Tiếp theo mình qua bài toán tiếp theo ha. Rồi, người ta cho mình cái hàm fx, lại hỏi fu nữa ha. Fu được viết lại là 4 sin x trừ 1 chia cho 3 bằng m chia cho 3 trên đoạn là 0 cho tới 7π chia 6 ha. Rồi đồ thị của hàm này người ta chưa cho bảng hiên nên mình viết lại là đi trừ chữ cùng tới trừ 1 rồi tới 0 rồi tới 1 cái cộng vô cùng. Rồi mình vẽ lại bảng hiên ha. Tại trừ 1 nó bằng 1 nè. Tại 1 nó tại 0 nó bằng tại 0 nó bằng 0 và tại 1 nó bằng 1. Rồi. Rồi mình có xét hàm u. Hàm u của mình là 4 lần sin x trừ 1 chia cho 3. Ha, 4 lần sin x trừ 1 chia cho 3. 4 lần sin x trừ 1 chia cho 3 trên đoạn là đi từ là 0 tới 7 pi chia 6, 0 7 pi chia 6 tép 15 độ. Rồi đi ha, đây nó đi từ là trừ 1/3 nè, cho nó tăng ha, tăng lên tới 1, sau đó nó giảm về trừ 1 ha. Vậy là từ trừ 1/3 tăng lên trừ 1 và giảm 1. Rồi mình coi đồ thị ha, từ trừ 1/3, trừ 1/3 là trừ 0.333, trừ 0.33 nằm đây nè. Vậy từ đây về tới 1, từ đây về tới 1 mình có hai gạch, một gạch, hai gạch. Từ 1 về trừ 1 cũng có hai gạch. Từ 1 về trừ 1 mình cũng có hai gạch đó. Từ 1 về trừ 1 nè. Rồi mình xét ha. Trừ 1/3. Đây trừ 1/3 chỗ này. Trừ 1/3 tầm chỗ này là bao nhiêu mình chưa biết giá trị nó. Thì mình chưa biết giá trị nó. Bây giờ mình cho giá trị của nó đi ha. Giờ trừ 1/3 giá trị đây cũng tầm là 0.5 đi. Ha. Rồi. Trừ 1/3 giảm đây là 0 nè. Đây là 1 nè.
đây là không nè, đây là một nè. Rồi đề bài nói là có nghiệm khi nào? Có nghiệm khi khi nó lớn hơn không và nhỏ hơn một ha, lớn hơn không và nhỏ hơn một thôi, lớn bằng không và nhỏ bằng một luôn cũng được ha, lớn bằng không và nhỏ bằng một. Vì m bằng ba lớn bằng không nhỏ bằng một thì suy ra là m lớn bằng không và nhỏ bằng ba, vì mình gồm các số là 0, 1, 2, 3. Đề bài hỏi là có bao nhiêu chữ nguyên thì 4 chữ nguyên ha, 4 chữ nguyên. Chỗ này là chỗ này 0,5, 0,mấy nó cũng không ảnh hưởng, hiển nhiên nó phải nhỏ hơn 1 rồi ha, nó cũng không ảnh hưởng nhiều ha. Rồi, mình qua bài tiếp theo. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số. Tìm giá trị nhỏ nhất hàm số ha. Rồi người ta cho mình đây là f'. Rồi cho mình g(x). Hỏi trên đoạn trừ 1 2 giá trị nhỏ nhất là nhiêu. Bây giờ mình đạo hàm g(x), g(x) bằng f(x) cộng cho x bình trừ cho 1. Rồi, cái này cho nó bằng 0 thì nó chính là tương giao của hàm f(x) với đồ thị là 1 trừ x bình. Rồi mình vẽ đồ thị hàm 1 trừ x bình ha. Với x bằng 0, x bằng 0 thì y bằng 1, x bằng 1, y bằng 0, x bằng trừ 1, y cũng bằng 0 luôn. Rồi, thì mình vẽ đồ thị nó đây. Đây nó là parabol này. Rồi đề bài nói là tìm giá trị nhỏ nhất của nó, rồi mình vẽ ra đồ thị ha. Đồ thị đi đây là trừ vô cùng nè, về trừ 1. Thì trừ vô cùng về trừ 1. Rồi trừ 1 qua tới đây luôn, qua tới 1. 1 lên tới cộng vô cùng. Thì từ vô cùng vô 1 nè, đồ thị này nó đang nằm trên nè nên nó dương nè. Còn nguyên cộng này từ trừ 1 tới 1, từ trừ 1 tới 1 này đang nằm dưới nên nó âm. Và trừ 1 cộng vô cùng đang nằm trên là dương. Đây là g'(x), ở đây g'(x). Rồi đề bài hỏi là đạt giá trị nhỏ nhất là bằng bao nhiêu, nhỏ nhất thì sẽ là tại tại g1 ha. Thì g1 của mình nó sẽ bằng là f1 cộng cho 1/3 1 mũ 3 trừ cho 1. Rồi f1 mình bao nhiêu? F1 của mình là bằng 0. Đây cộng cho 1/3 trừ cho 1 vậy bằng đây trừ 2/3 ha. Đáp án là bằng trừ 2/3 ha. Rồi đáp án bằng trừ 2/3. Rồi đây một vài bài toán cơ bản để cho ngày cuối tuần mấy đứa rèn luyện thôi. Chúc mấy đứa cuối tuần vui vẻ.